Xin chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay tôi cũng nhận rất nhiều cái câu hỏi của quý vị liên quan cái câu chuyện mà đoàn liên ngành kiểm tra chỗ cái chùa Phật Quang liên quan cái chỗ ông Thích Trần Quang như thế nào. Thì xin thưa quý vị, cái vấn đề này thì cũng là một khoảng thời gian làm việc cũng phải dài quý vị, cũng phải đôi ba ngày mới có cái kết quả. Rồi chúng ta sẽ theo dõi trên tất cả các báo chính thống thì tôi nghĩ rằng chắc cũng người ta cũng là cũng công bố thôi. Thì cái vấn đề đó thì khi nào có kết quả thì tôi sẽ công bố cho bà con sau. Tuy nhiên thì hôm nay cũng là xuất hiện một trong những cái clip mà liên quan đến là một cái vị phó giáo sư tiến sĩ. Cái vị này cũng đã đồng hành cùng với là ông Thích Trân Quang trong suốt quá trình mà bảo vệ luận án tiến sĩ và cho đến cái vấn đề mà coi như là những cái buổi mà vinh danh tổ chức ABC đủ tất cả kiểu, thì cái vị này cũng là một trong những cái vị cũng đã tham gia và có những cái lời có cánh dành cho ông Thích Trân Quang, thì tôi cũng muốn gửi đến tất cả quý vị và mong rằng quý vị cho một cái ý kiến rất công tâm trong cái trường hợp này như thế nào quý vị ha. Kính thưa quý vị, chỉ trong vòng 4 năm, sư phụ đã tốt nghiệp chương trình cử nhân, đã hoàn thành các học phần của chương trình cao học và cũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Thì quý vị thấy cái cô NC cô giới thiệu không? Chỉ trong vòng 4 năm mà sư phụ lại là vừa tốt nghiệp cử nhân, vừa kể như là hoàn thành và bảo vệ thành công cái luận án tiến sĩ. Khủng khiếp thiệt đúng không quý vị? Mà cái thời đó là thời kỳ đang dịch bệnh. Thời kỳ đang dịch bệnh. Thầy học xuyên suốt luôn trong vòng 4 năm. Vừa tốt nghiệp cử nhân nha. Trong vòng 4 năm này là theo cái lời của cô NC này nè. Trong 4 năm này, sư phụ lấy được cái bằng cử nhân và lấy được cái bằng tiến sĩ. Đã, rồi đã tí nữa chúng ta xem thử là cái chỗ là phó giáo sư tiến sĩ này. Bà ta là bà khen tặng ông Thích Trân Quang như thế nào? Đó là một quãng thời gian khó khăn nhưng lại rất đáng nhớ và đong đầy kỷ niệm của sư phụ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng có cơ hội để nhìn lại hành trình 4 năm rất nhiều vất vả nhưng đầy hạnh phúc của sư phụ trong một ít phút nữa. Còn bây giờ cho phép chúng tôi xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, trong suốt thời gian gắn bó với trường Đại học Luật Hà Nội, sư phụ đã luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện của ban giám hiệu, các quý thầy cô giáo của nhà trường. Cái này đính chính quý vị là không cái ghét nha. Cái này là không cái ghét nha. Chứ vừa rồi là ông Hoàng Chí Bảo ông bảo rằng là cái ghét vào từ lưa đó. Nhưng cái này là không cái ghét à. Quý vị tiếp tục nghe viết quý vị cái comment ý kiến của quý vị bên dưới xem thử là như thế nào. Cho theo tôi nghĩ là cái chỗ cô NC này cô giới thiệu một cách quá rõ ràng luôn. Trong vòng 4 năm mà cùng lúc là cái như là bảo vệ cái như là cái bằng cử nhân và bảo vệ thành công cái luận án tiến sĩ, thì quý vị thấy khủng khiếp không? Đây là một trong những cái lời của là cô NC là cô giới thiệu. Đấy. Chúng ta nghe mà thật sự cũng cảm thấy giật mình đúng không? Nghe mà thật sự cái đám đệ tử bên dưới là ngoài chỉ biết là ngoài mà cái như là thán phục thôi, cái sự tài năng của sư phụ thôi. Và cái cô phó giáo sư tiến sĩ này ca tụng ông Trân Quang thật sự quý vị nó còn hơn cả ông Hoàng Chí Bảo nữa. Và ngay sau đây, chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh sẽ lên sân khấu đại diện ban giám hiệu cũng như là các quý thầy cô giáo của trường Đại học Luật Hà Nội sẽ có những lời chia sẻ và những lời phát biểu tâm huyết để gửi đến tất cả chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vỗ tay quá đúng không quý vị? Trời ơi, vỗ tay mà cái như là cảm thấy là cái như là nhiệt tình luôn. Đó. Phó giáo sư tiến sĩ, phó giáo sư tiến sĩ. Và cô này, cô lên cô cũng có những cái lời như thế nào? Tôi nghĩ rằng quý vị cũng đang mong chờ đúng không? Thôi không đỡ làm mất thời gian quý vị. Kính thưa Thượng tọa Thích Trân Quang, kính thưa Hòa thượng Thích Viên Giác, kính thưa Thượng tọa Thích Giác Minh, kính thưa giáo sư Hoàng Chí Bảo, kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Trong buổi hôm nay vẫn có anh Hoàng Chí Bảo nha quý vị. Trong cái buổi này vẫn có anh Hoàng Chí Bảo nha. Tôi nói là nó thật sự quý vị đã là nó đã là anh Hoàng Chí Bảo là một trong những nhân vật nó cũng cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề này.
Trong cái buổi này vẫn có anh Hoàng Duy Bảo và cô giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ này. Cô vẫn giới thiệu anh Hoàng Duy Bảo luôn ha. Và đạo tràng Thiền Tôn Phật Quang. Thực ra hôm nay khi mà đến đây chúng tôi rất là xúc động. Ngày hôm qua thì Trường Đạo Luật Hà Nội đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ cho 35 tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong năm 2021. Và tại cái buổi lễ trao bằng này thì nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, tức là sư phụ của chúng ta. Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt có nghĩa rằng sư phụ của chúng ta. Sư phụ này là nó thật sự sư phụ của một ai đó, chứ không phải là sư phụ của chúng ta đâu. Đúng không? Tôi thấy mà những cái ảnh mà xin thưa quý vị là nó cười ra nước mắt luôn. Những giáo sư, những cái vị mà bảo vệ luận án, cái như hướng dẫn cho ông Vương Tấn Việt. Ở đến lúc mà ông nhận được cái gọi là cái bằng tiến sĩ, bắt đầu là phải quỳ rộp xuống để mà tặng hoa cho ông. Đây là một trong những cái xin thưa quý vị. Cuối cùng tôi chẳng biết ai là thầy nữa. Cuối cùng không biết là ông Vương Tấn Việt là thầy hướng dẫn hay là những người kia là thầy hướng dẫn. Đúng không? Cái gì ra cái nói cho quý vị. Đấy. Mình kể như là cái ở trong cái môi trường là giáo dục, mình là một giáo sư, mình là một người thầy, người cô hướng dẫn cho ông Vương Tấn Việt. Thì mình cũng phải là có những cái gọi là cũng giữ một trong những cái mà cái là cái nề nếp chứ. Đấy không? Tôn sư trọng đạo. Mà mình là một trong những vị thầy, vị cô từng hướng dẫn cho ông Vương Tấn Việt, từng bảo vệ luận án cho ông Vương Tấn Việt mà phải quỳ xuống để mà dâng hoa cho ông. Đó, thì tôi hỏi rằng vấn đề là cái tôn sư trọng đạo ở đâu? Mình tới chùa, mình làm cái gì với ông sư cũng được, mình đánh lễ ông cũng được. Nhưng mà đã là cái môi trường giáo dục, nên nhớ rằng môi trường giáo dục thì mình cũng phải giữ một cái khoảng cách là tôn sư trọng đạo. Chứ không thể nào bây giờ, xin thưa quý vị, tôi thấy những cái thước phim đấy chẳng biết ai là thầy của ai. Cái kèo này tôi thấy là nó hơi có những cái là nó cũng là lăng xà quăng. Cũng đã thay mặt cho tất cả nghiên cứu sinh và học viên cao học trong cái buổi lễ bế giảng và trao bằng đó phát biểu. Và chúng tôi rất là tự hào vì đã có những cựu nghiên cứu sinh xuất sắc như là nghiên cứu sinh Phương Tấn Việt của chúng ta. Đây quý vị, nghiên cứu sinh xuất sắc luôn. Trời đất. Thì xuất sắc thì bây giờ xin thưa quý vị là cộng đồng toàn dân trong nước người ta đang cần cái gọi là cái quy trình đào tạo như thế nào mà trong vòng 27 tháng là coi như là ra một ông giáo, ra một ông tiến sĩ như vậy mà lại coi như là cũng chậm công bố, lại cũng là có những cái cứ cho rằng là đúng quy trình. Thì xin thưa quý vị, thì người ta cũng công nhận là đúng quy trình chứ người ta không có cãi là sai quy trình. Nhưng cái quy trình đó là quy trình như thế nào? Cái là người ta cần biết là cái quy trình như thế nào. Đó, cho xin thưa quý vị, ai cũng biết là đúng quy trình hết á. Đó, chứ còn quy trình đó như thế nào, cái đó mới quan trọng. Được không quý vị? Mình còn học cái quy trình đó như thế nào, mình cảm thấy năng lực mình có đủ hay không chứ. Đây, phó giáo sư tiến sĩ mà lên gọi là cũng khen ông Vương Tấn Việt là cái như là hết lời luôn quý vị. Tay mà rằng có thể nói rằng khi mà Thượng tọa Thích Chân Quang thi vào làm nghiên cứu sinh của Trường Đạo Luật Hà Nội thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng nghiên cứu sinh có rất nhiều cái nhất. Thứ nhất là nghiên cứu sinh cao tuổi nhất. Thứ hai là nghiên cứu sinh đức cao vọng trọng nhất. Thứ ba là nghiên cứu sinh chăm chỉ và quyết tâm nhất. Ba cái nhất của ông Vương Tấn Việt. Lớn tuổi nhất,
đức cao vọng trọng nhất, và gọi là cái là kiên trì nhất. Trời đất thánh thần cái gì cũng nhắc hết, cái gì cũng nhắc hết. Tôi nói thật sự quý vị á, về cái tâm lý nha, về cái tâm lý thì ai mà cái nhưng khi mà người ta đã học để mà lên để mà được học tiến sĩ đó thì xin thưa cái quý vị, cái sự mà quyết tâm và kiên trì của người ta là có, ai cũng cần mình cỡ như là có cái bằng cỡ như là nó sớm, ai cũng cần mình cỡ như là bảo vệ luận án thành công sớm, đúng không? Thì tôi hỏi quý vị cái sự kiên trì của người ta có hay không, căn cứ từ đâu mà mình cho rằng đó là ông Vương Tấn Việt là một trong những người mà cỡ như là đức cao vọng trọng nhất, căn cứ vào đâu? Ông lớn tuổi nhất thì tôi có thể là tôi ghi nhận đi, chứ còn căn cứ từ đâu mà cho rằng ông Vương Tấn Việt là một trong những người mà đức cao vọng trọng nhất? Thế rồi căn cứ vào đâu mà cho rằng ông Vương Tấn Việt là một trong những người là kiên trì nhất? Kiên trì cái gì quý vị? Giống như là ông năm lần bảy lượt ông trật á thì báo là kiên trì. Nhưng còn đằng này xin thưa quý vị, một phát là lên mây luôn, một phát lên mây luôn. Từ cử nhân mà ở đây là cô này nói cũng nó hơi bị lệch, là bảo rằng là cái như là thi vô, nhưng thật sự đây là tuyển lên. Từ cử nhân mà cái như là có bằng giỏi là tuyển lên là tiến sĩ luôn, chứ không có thi vô. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là quý vị thấy không, cô này cũng có những cái gọi là cũng là ngập ngừng trong quá trình khen tặng, cũng có những cái ngập ngừng. Nói chung là nó cũng không được tự tin lắm đó quý vị. Mình khen tặng một ai đó mà nó thật sự mình không tự tin lắm thì chắc ăn rằng ở trong quá trình mình khen tặng nó sẽ có những cái ngập ngừng. Nhưng mà bây giờ nó đã là một trong những cái mà xin thưa quý vị như là đã lỡ rồi thì bây giờ cũng phải chơi tới luôn chứ biết sao, đúng không? Thì bây giờ đó cái gọi cái mà cái đúng cái quy trình đó là cái quy trình đó là quy trình như thế nào, cái đó là thật sự quý vị cả cộng đồng đang quan tâm đó, cả cộng đồng đang quan tâm. Đó, mà một cái vị phó giáo sư tiến sĩ bắt đầu là lên cũng là phát biểu ca tụng dở sợ hả? Thực sự ngày hôm nay thì chúng tôi rất tự hào là có một cái buổi lễ tri ân gửi tới các thầy giáo, cô giáo của Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác, những người đã hỗ trợ, đồng hành cùng người học trong suốt cả cái quá trình theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Nhưng thực ra trong cái quá trình mà Thượng tọa Thích Trân Quang học ở Trường Đại học Luật Hà Nội thì giáo viên chúng tôi, nhà trường chúng tôi cũng được học được rất nhiều. Và trong cái vấn đề ở đây quý vị, cái vấn đề ở đây thì coi như là xin lỗi quý vị, đang khang tiếng quý vị. Cái vấn đề ở đây là cái chỗ là ông Vương Tấn Việt ông ra đấy ông học thì mình học được cái gì chỗ ông Vương Tấn Việt? Mình học được cái gì? Ông Vương Tấn Việt là ông ra đấy ông học thì mình học cái gì chỗ ông Vương Tấn Việt mà bảo rằng chúng tôi học cũng được từ ông rất nhiều? Mà nên nhớ nè, ông Vương Tấn Việt là ông học ở là thành phố Hồ Chí Minh, ở cái trường cũng là liên kết với là Đại học Luật Hà Nội thôi, chứ không phải là trong quá trình ông lấy bằng cử nhân là ông ra đó ông học, đúng không? Đó. Nhưng tôi thấy chỗ này là cô này nói nó cũng hơi lệch lệch rồi đó. Nó cô này nói có những cái nó lệch lệch rồi, không đúng rồi đó. Quý vị nghe tiếp nha. Đó thì ngoài cái kiến thức uyên thâm về đạo Phật, về cuộc đời thì chúng tôi thấy rằng ở người học có một cái sự quyết tâm vô cùng lớn. Chưa có một người học nào, chưa có một nghiên cứu sinh nào có một cái sự quyết tâm lớn như vậy. Cái từ mà chưa có một nghiên cứu sinh nào mà có sự quyết tâm lớn như vậy là tôi thấy cô này hình như là cũng đang cái như là có những cái kết luận khá chủ quan. Kết luận khá chủ quan. Mà cái này nếu mà mình xét cho kỹ đó thì nó cũng là hoàn toàn là chuẩn xác, đúng không? Cái nghiên cứu sinh của người ta đó, nếu như mà người ta từ mà bằng cử nhân trở lên thì người ta học 4 năm. Người ta học 4 năm. Là những người gọi là dạng xuất sắc học 4 năm. Hoặc là cái như là nó dưới 4 năm một xíu. Có nghĩa là
Theo cái quy định thì coi như là mình giảm trong vòng 1 năm nếu như anh có những cái mà xuất sắc. Nhưng mà đằng này nó thật sự quý vị, ông Vương Tấn Việt là từ cử nhân lên ông vọt trong vòng 27 tháng. Thì cô này cô kết luận là coi như là một trong những nghiên cứu sinh mà quyết tâm nhất. Cái mà bây giờ cộng đồng mạng chúng ta cũng đang hóng nhất liên quan cái chỗ cái quy trình, đúng không? Trời ơi, lên mà PR, thật sự lên mà PR ông Thích Chăng Quang mà bây giờ PR cho nó giữ vô, khen tặng cho giữ vô. Rồi đến bây giờ đòi cái quy trình như thế nào đến bây giờ là cũng chưa thấy đâu, đang ngắm chờ cổ dài luôn quý vị. Thì giống như ngày xưa đó, mình khen tặng thì mình ít ra mình cũng phải đọc cái quá trình học tập của ông Thích Chăng Quang như thế nào, đúng không? Rồi bây giờ ít ra đó là cộng đồng người ta đang hóng hoặc báo chí người ta đang vào cuộc rầm rầm như vậy. Thì mình ít ra cũng phải lên tiếng ngày xưa tôi có đọc cái quá trình học tập của ông Thích Chăng Quang, những cái môn học ABCD nào đó, rồi cái như là bây giờ tôi cũng là một trong những người cũng từng thế này từng thế kia, tôi thấy là ví dụ vậy. Nhưng đến bây giờ xin thưa quý vị, tất cả mọi cái là một trong những cái lời nói mà mình cũng cảm thấy là phải đặt rất nhiều cái dấu hỏi. Các buổi học không vắng mặt một buổi nào. Tất cả các buổi học không vắng mặt buổi nào, mà trong thời kỳ đó xin thưa quý vị là thời kỳ dịch bệnh ngang COVID-19 rồi cái như là giãn cách từ lưa hạt mè đó, rồi học như thế nào đây, học như thế nào. Trong các trong cái thời gian vừa qua thì trong cái điều kiện dịch bệnh cho nên là cũng rất nhiều cái buổi học học online. Thế nhưng mà các giáo viên, các giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội cũng có chia sẻ là những cái buổi học mà có sự tham gia của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt rất là thú vị, bởi vì đó nó không phải chỉ là những cái buổi giảng trao đổi một chiều giữa giảng viên tới người học, mà đây là cái, ở những cái buổi học đó là có cái sự trao đổi giữa kiến thức giữa người học và người dạy, và bản thân giáo viên, những người giảng dạy cũng đã được học được rất nhiều từ những người học uyên bác như là nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Uyên bác, một cái trình độ mà gọi là uyên bác quý vị, một trình độ uyên bác. Đấy. Thôi bây giờ trả lời cho dư luận đi, nó uyên bác như thế nào, cái bằng tốt nghiệp phổ thông đó, rồi bây giờ đó, rồi sao đó, rồi cái quy trình đào tạo như thế nào đó. Chứ còn nói thật sự tôi chưa thấy một ông nào mà uyên bác mà lên nói tiếng Anh mà rặn 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 từng từ hết trơn, đúng không? Mà nên nhớ rằng đó là một trong những người cũng là cái như là cử nhân mà bây giờ lên nói tiếng Anh mà cứ rặn 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 miết như vậy đó. Ông lấy bằng cử nhân của là trường Đại học Ngoại ngữ năm 2001, mà trước cái gọi là trước cái đạo tràng nói tiếng Anh mà xin thưa quý vị nhưng mà cò mổ thóc đó. Rồi bây giờ uyên bác dữ chưa? Ta uyên bác là thật sự cũng phải dùng cho nó đúng từ chứ. Uyên bác cái gì mà bây giờ trên trời có những là cái kho virus đó. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý đó. Thông cái như là tương lai quá khứ mà cuối cùng cái bản thân của mình không biết là cái như là mình như thế nào. Cái này cũng là một trong những cái thiệt thòi của ông Thích Chăng Quang, đúng không vậy? Ông biết được việc của người ta mà ông không biết được cái vấn đề của ông, đây là một trong những cái cực kỳ thiệt thòi. Và trải qua rất là nhiều những khó khăn vất vả. Hôm qua thì tại buổi lễ bế giảng, khi mà phát biểu thì nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt cũng đã chia sẻ học tiến sĩ ở trường Đại học Luật Hà Nội vất vả lắm, khó khăn lắm. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ, nhưng bởi vì đó là cái tiêu chí mà trường Đại học Luật Hà Nội đề ra, chúng tôi luôn luôn đề cao chất lượng đào tạo, cho nên tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, cho dù đó là bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ, thì đó cũng là những cái đó cũng chỉ là cái sự kiểm chứng về chất lượng đào tạo. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những người tốt nghiệp của trường Đại học Luật Hà Nội hoàn toàn tự hào về tấm bằng mà trường Đại học Luật Hà Nội đã trao trong
Đúng rồi, trường Đại học Luật Hà Nội là một trong những cái trường rất uy tín đó quý vị. Một trong những trường đại học mà người ta đào tạo rất uy tín. Đầu vô là cái như là tuyển chỉ tiêu nó cũng rất kỹ. Có nghĩa là những người giỏi mới được vào trường Đại học Luật Hà Nội. Và trong quá trình đào tạo thì nó có một cái gọi là cái quy trình đào tạo cũng rất khắt khe. Là những sinh viên mà tốt nghiệp ra trường là một trong những người cũng đã là cái như là đủ cái tầm. Tôi ghi nhận cái điều đó. Nhưng cái bây giờ xin thưa quý vị, chắc là quý vị cũng phải nên nhớ lại rằng là hiện bây giờ chúng ta cũng đang cần là cần cái quy trình đào tạo tiến sĩ. Chỉ cần bây giờ mà chỉ cần mà trường đó mà đưa ra cái quy trình đào tạo cho tiến sĩ mà trong trường hợp của ông Thích Chăng Quang mình đào tạo như thế nào đó, rồi cái như là mình nghĩ dịch bệnh ra sao, cái quy trình của mình nó áp dụng trong trường hợp của ông Thích Chăng Quang đó, nếu như nó thành công rực rỡ thì tôi nghĩ rằng cũng nên mà nhân rộng ra cho toàn quốc. Và mình cũng nên là gọi là mình cũng là nên cũng là mở cửa để cho những cái nước bạn người ta tới Việt Nam, người ta học cái chương trình tiến sĩ cũng theo cái quy trình mà của trường đại học luật người ta ban hành. Tôi nghĩ là chắc cũng ok thôi quý vị, đúng không? Một trong những cơ hội để mình cái là quảng bá cái như là cái môi trường giáo dục của Việt Nam đã đạt được một cái gọi là cái như là thần tốc. Đào tạo tiến sĩ là xin thưa quý vị nó đạt chuẩn trong vòng 27 tháng, không cần phải là 4 năm, không cần phải 3 năm mà từ thạc sĩ lên, không cần 4 năm mà từ cử nhân lên, mà chỉ cần từ cử nhân lên có cái bằng giỏi là quất một phát là cái trong vòng là 27 tháng. Mà nếu như không có dịch bệnh, ông thầy của tôi ông quất coi như là chỉ có 2-3 tháng thôi, ông giảm 4 tháng, còn 2-3 tháng. Thì đây là một trong những cái xin thưa quý vị. Thì cộng đồng mạng là biết biết cái trường đó là uy tín, biết trường đó là chất lượng, nhưng cái mà bây giờ người ta đang cần là cần cái quy trình. Đấy. Đúng quý vị. Thì bây giờ tôi không biết là những cái vị mà ngày xưa lên mà tung hô kể như là khen tặng trong ngày Chăng Quang như vậy. Đó rồi sau khi mà báo chí nó lên rần rần trong những ngày vừa qua, đó rồi họ kể như có suy nghĩ gì hay không? Họ có cố vấn cho kể như là những người kể như là mà liên quan đó nên mà kể như là trình sớm cái quy trình hay không? Cho tôi thấy đến bây giờ xin thưa quý vị nó cũng rất lâu. Đó. Rất lâu cái vấn đề này mà đến bây giờ cũng chưa có một cái kết quả nào, cũng đang trông chờ quý vị. Có thượng tọa Thích Chăng Quang, và chúng tôi cũng thấy rằng là khi mà có những cái buổi chia sẻ giữa các thầy cô giáo với cả người học thì chúng tôi cũng học được rất là nhiều, học được về cái sự quyết tâm, lòng về tinh thần vượt khó, và hơn nữa đấy là những cái sự ấm áp về tình người, về đạo đức. Và tôi nghĩ rằng là không chỉ giảng viên mà toàn bộ sinh viên của chúng tôi cũng có một cái tấm gương sáng để có thể học hỏi. Cái này tôi thấy nó cũng hơi rườm rà quá quý vị, đúng không? Nó hơi rườm rà quá. Một phó giáo sư, tiến sĩ lên để mà thuyết trình, lên để mà chia sẻ một trong những cái chuỗi ngày mà một nghiên cứu sinh như ông Vương Tấn Việt, ông học như thế nào, ông lấy cái bằng ra làm sao mà lên trên một cái gọi là một cái đạo tràng mà để mà chia sẻ như thế này thì tôi thấy rằng nó cũng hơi có rườm rà, nó quá rườm rà, đúng không? Cái này giả dụ như đó cho rằng ông Vương Tấn Việt là một trong những người mà cái trình độ uyên bác đó, thì mình ít ra mình cũng phải dẫn chứng, có nghĩa mình làm một cái tầm gọi là giáo sư tiến sĩ rồi, phó giáo sư tiến sĩ rồi quý vị, thì mình phải có một cái gọi là một cái sự dẫn chứng. Chứ còn nói kiểu chung chung thế này, nói thật sự quý vị, thì ai nói cũng được. Nói chung chung thế này thật sự mà bất kỳ người nào cũng siêu phàm hết. Vì mình nói mà mình không có chứng minh, mình nói mình không có dẫn chứng thì bất kỳ người nào cũng có thể siêu phàm qua cái lời nói được, đúng không? Nhưng cuối cùng đi vào thực tế là toàn là cái như là gặp những cái mà gọi là nó cũng hơi gian nan vất vả. Bây giờ mà lên mà ca tụng thế này, đến bây giờ xin thưa quý vị,
Tôi nói bây giờ mà cái vấn đề bây giờ là cái như là cái quy trình mà đào tạo như thế nào đó. Đó, mà cái vụ này xin thưa quý vị không làm rõ thì tôi nghĩ rằng chắc nó cũng là bất an, không làm rõ thì nó cũng bất an lắm. Cho nên cũng mong rằng đó thì thâu ông Vương Tấn Việt bây giờ ông tài giỏi đó là việc của ông, đó là ông đã qua cái chuông đấy rồi thì đó là ông tài giỏi, tôi cũng công nhận ông tài giỏi. Nhưng mà nói thật sự ông tài giỏi thì cũng phải để cho toàn dân kể như là trăm họ đó, để cho người ta cũng là tiếp cận cái quy trình đó, để cho người ta kể như là cũng muốn học lên tiến sĩ như ông Thích Chăn Quang. Thế có kể như là cái này cái yêu cầu này có quá đáng không quý vị? Tôi nghĩ rằng chắc cũng bình thường đúng không? Để và ý kiến của quý vị như thế nào thì quý vị comment bên dưới giúp tôi, và tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc cái buổi trò chuyện tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào cái chương trình trò chuyện tiếp theo. Bye bye tất cả quý vị.